45, 49 này, quanh khu vực qua camera và ở một số những cái vùng chúng ta có thể đo lên được 47. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Tech. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì hãy để lại một like, subscribe để ủng hộ cũng như đón chờ những video thú vị hơn đến từ mình. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau test game trên chiếc Redmi K40 Pro để xem là cái sản phẩm này khi mà chúng ta chơi với những tựa game nặng ví dụ như Genshin hay là PUBG thì nó có bị xảy ra hiện tượng là tụt FPS hay là bị quá nhiệt gì hay là không. Bởi vì đây là một cái sản phẩm đang được sử dụng con chip Snapdragon 888, vốn là một cái con chip được đánh giá là Xiaomi vẫn chưa tối ưu tốt được cho nó. Ok, thì bắt đầu nhá. Lý do tại sao mình không làm trên tay cái sản phẩm này, bởi vì là bây giờ làm thì chắc chả có ai xem, quá nhiều channel làm trên tay nó rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau test với tựa game PUBG. Và ở đây thì mình cũng đã bật sẵn công cụ đo FPS, đó là BirdDog. Và chút nữa sau khi mà chơi xong thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích lại về cái nhiệt độ cũng như là những cái mức FPS mà chiếc máy sẽ đạt trong suốt quá trình của chúng ta chơi. Mình sẽ bấm bắt đầu ở đây. Tất nhiên khi mà chơi thì mình cũng sẽ show đến cho các bạn xem về mức setting chúng ta sẽ đạt được là gì. Nó sẽ đạt được ở đây là mức HDR Extreme, hoặc là các bạn tối đa có thể mở lên được Ultra HD, và các bạn có thể mở số Smooth và Extreme cũng được để nó giữ mức FPS là ổn định nhất. Nhưng mình sẽ để ở mức Hardcore, đây là HDR cùng với Extreme, để vừa có hình ảnh đẹp mà cũng sẽ vừa có cả FPS cao. Ok, sau khi chúng ta đã apply rồi thì mình sẽ quay ra đây và chúng ta sẽ cùng nhau đo nhiệt độ trước khi chơi cái nhỉ. Bây giờ thì chiếc máy đang ở 41 độ này, 41 độ, và phần pin thì là 37 độ. Tất nhiên là cả mặt lưng đó là nó sẽ đạt cho chúng ta là 40 độ, tức là chiếc máy đang ở trạng thái khá là bình thường, cũng không nóng lắm. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi vào game và mình sẽ chơi game chơi đồng đội đi, chuyển mode cái sang săn hốc. Đồng đội của mình khá là chơi khi mà nhảy thẳng một phát vào trong bot cam. Không biết là mình có sống sót nổi qua cái đợt đầu tiên này hay không. FPS vừa nãy mới drop xuống mức đấy là 57 FPS, khá ngon khi mà mình đã nhặt được ngay một cái mũ 3. Nhìn trên video thì có thể các bạn tưởng đây là trận ngay sau đó mình chơi, nhưng không. Thật ra đây là trận thứ 3 rồi, trận thứ 2 mình cắt bởi vì là mình chết quá sớm. Đi theo đồng đội toàn nhảy vào trong khu bot cam không à, vừa nhảy xuống đã chết. Mình muốn ở lại lâu hơn một chút để có thể review kỹ hơn đến cho các bạn về cái mức FPS mà chiếc máy này sẽ có khi mà chúng ta chơi trong thời gian dài. Bây giờ thì FPS của chúng ta đang ở mức 58 rồi, sau đó lại nhảy lên 60. Và tất nhiên thì lúc này chúng ta cũng sẽ chỉ cùng nhau tham khảo nhanh ở FPS này mà thôi. Còn quan trọng thì chút nữa ở cuối game thì mình sẽ phân tích biểu đồ cho các bạn để xem là trong suốt quá trình chơi thì có lúc nào mà nó drop xuống thực sự sâu hay không. Ví dụ như là mức 40 hay là mức 30 thì đó mới là những thứ quan trọng. Chứ còn nếu mà chỉ drop ở mức khoảng tầm là 58 rồi 60 rồi 59 thì đây vẫn là những mức FPS mà mình đánh giá là nó chẳng ảnh hưởng gì đến cái trải nghiệm của chúng ta cả. Bây giờ thì mình sẽ chạy đi tìm một cái xe, đi tìm một cái xe để xem cái mức FPS khi mà chúng ta chạy xe nó sẽ như thế nào. Mình sẽ lên xe máy, sau đó thì chạy thẳng vào vùng Binance. Có địch. Boss thôi chứ người thì nó hạ mình từ nãy đến giờ rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau lên nào. Khi mà mình chạy xe thì FPS cũng tụt xuống 58 rồi lại lên lại 60, 61. Có thể thấy rằng là Snapdragon 888 đang xử lý hình ảnh rất là ngon các bạn ạ. Đây rõ ràng là một con CPU rất là mạnh, rất là khỏe để có thể cân tốt những tựa game từ khá tới nặng. Vừa drop xuống 56 nha các bạn, rồi lại lên lại 59-60. Nói chung rằng là các bạn cứ yên tâm đi, nó có drop nhưng mà nó không drop quá nhiều đâu, cũng chẳng ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của chúng ta. Rõ ràng là nó không xảy ra hiện tượng giật lag gì, như thế đã là một cái điểm mừng rồi. Và điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đến những con chip Snapdragon 865, 865 Plus bây giờ vẫn là xử lý hình ảnh quá tốt, thì chẳng có lý do gì mà những con chip Snapdragon 888 nó lại không ngon cả. Mình sẽ đi xuống dưới này, sau đó vào một cái nhà, rồi chúng ta sẽ loot tiếp.
nhưng cũng phải chú ý, bởi vì là ở bên đây có thể thì đã có người bước chân tới rồi. Trời ơi, cứ tưởng boss cơ, suýt nữa thì mình chết. Mình sẽ bơm máu đã. Hình như mình nghe đâu đó là hai tiếng súng chứ không phải là một tiếng súng nha. Bây giờ thì chúng ta đã đang ở phút thứ 17 rồi. Mình cảm thấy rằng chiếc máy hình như nó chỉ nóng đến cái cỡ này là hết thôi, tức là nó rơi ở khoảng 43 cho tới 44 độ C. Mình sẽ chấm lại, đo lại cho các bạn thấy nhá. 44 này. Các bạn thấy không ạ? Đo xuống vùng này này. Chúng ta sẽ có là 40 độ ở vùng pin và 45 độ ở vùng ngay trên đỉnh. Và bây giờ thì mình sẽ quay ngược lại. Chúng ta vẫn sẽ có đây là 45 độ. 45 độ tối đa. Đó. Như vậy là cái tựa game PUBG này thì mặc dù là các bạn có chơi đến một cái khoảng thời gian nó dài dài hoặc là chơi đến cuối game thì nó cũng sẽ chỉ nóng tối đa cho chúng ta là 45 độ đối với những cái môi trường thông thường như thế này. Và mình sẽ đo luôn cho các bạn xem nhé. Đó, mặt bàn của mình trên cái hộp này thì nó sẽ chỉ ở khoảng 31 độ thôi. Các bạn nếu như ngồi ở trong những phòng điều hòa, ví dụ như phòng 28 hoặc là phòng 27 độ, hay là thậm chí là để 26, 23 độ, thì có khi là chiếc máy của chúng ta nó sẽ còn ngon hơn nữa, sẽ không bị gặp những tình trạng bị giảm độ sáng màn hình như thế này. Còn khi mình test thì tất nhiên mình sẽ test ở trong một cái môi trường mà các bạn sẽ hay ngồi nhất, tức là môi trường quạt thông thường ấy. Ui rồi, nấp ở ngay cái bụi cây này. Và đó là tựa game PUBG Mobile mà chúng ta đã cùng nhau test. Và các bạn có thể thấy đây, 43 độ. 43 độ. Bây giờ thì mình sẽ quay sang mặt lưng nhá. Chúng ta sẽ có là 43, 44 độ. 44 độ. Đó, nó không vượt quá cái ngưỡng là 45 độ vừa nãy mình đã đo được. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay ra ngoài và phân tích về cái biểu đồ trong suốt quá trình mà mình chơi 3 game PUBG Mobile. Nhìn vào biểu đồ ở đây thì các bạn có thể thấy rằng trong suốt quá trình chơi, FPS của chúng ta nó chỉ nằm loanh quanh ở mức 59, 57, rồi 60, 61. Có những lúc ở đây thì nó tụt xuống là 0 FPS. Thì các bạn lưu ý nhá, cái khúc này là cái khúc mà mình đi từ ngoài, đi từ trong game này, thoát ra ngoài game thì nó sẽ bị tụt xuống và nó lên lại để chúng ta ra sảnh này. FPS mà chúng ta ghi nhận được thấp nhất là mức 48 FPS nha các bạn. Và ngoài ra còn lại thì nó sẽ chỉ là 59 và 60, 61, 59, 60, 61. Đó, thì đấy là cái tựa game PUBG Mobile. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một tựa game tiếp theo, đó là Genshin Impact nhá. Có vẻ như là cái độ sáng màn hình nó đã được phục hồi lại rồi đó. Khi mà mình vừa mới nghỉ cho máy nghỉ một lúc và phân tích về cái biểu đồ của tựa game PUBG thì chiếc máy của chúng ta nó đó nguội bớt đi một tí. Bây giờ thì mình sẽ đo lại này. Vẫn 43 độ. Tức là nó giảm đi một tí thôi thì cái độ sáng màn hình của chúng ta nó đã được phục hồi lại đôi chút. Và với tựa game này thì tất nhiên đầu tiên mình cũng sẽ phải show đến cho các bạn xem về mức setting mà mình đang để. Thì ở đây chúng ta sẽ có graphic và mình để ở overclocker, tức là tất cả đều ở mức cao nhất FPS ở 60. Và mình sẽ chơi thử. Thì mới ngay vào đầu game thôi thì FPS nó đã tụt xuống là 22, 24, 38, 36. Tức là ở cái nhiệt độ khá là thấp thôi thì FPS của chúng ta nó đã không giữ vững được rồi. Các bạn sẽ nhìn ở đây ở số 120 nhé. Thì tức là cái game này nó hỗ trợ cho chúng ta frame rate là 120. Nhưng mà hiện tại thì FPS nó đang ngay trên đây cơ, 51 FPS. Đó, độ sáng màn hình nó đã giảm rồi đó. Khá là buồn. Bây giờ thì mình đang leo lên và chạy tiếp tục đến với chỗ làm nhiệm vụ. FPS của mình ở đây đang có là 57. Và bây giờ thì khi mà xuống đánh nhau với đội quái dưới này nó sẽ là bao nhiêu thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón nhé. 52, 52, 47, 34. Là khi ra chiêu thì đó, các bạn thấy không ạ? Nó lag thấy trông rõ luôn. 38 này. Nó không ngon được như lúc đầu nữa. Thế nên có thể thấy rằng nếu như chọn sản phẩm này để chơi game thì cái vấn đề nhiệt độ sẽ là một cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải lo lắng rất là nhiều. Giờ chỉ chạy không thôi cũng đã 49 rồi các bạn ạ. Mình sẽ đo cho các bạn xem nhé.
47 này, 49 độ. 45, 49 này, quanh khu vực qua camera và ở một số những cái vùng chúng ta có thể đo lên được 47. Đó, các bạn thấy không ạ? Nó nóng rất là kinh. Và như vậy thì với tựa game Galaxy Impact thì cái chiếc Redmi K40 Pro của chúng ta với con chip Snapdragon 888 đã không thể nào mà giữ được một cái mức nhiệt độ tốt và giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm chơi game với FPS ổn định ở mức 60. Và đó là video mà mình test game trên cái chiếc Redmi K40 Pro trong suốt hơn 30 phút và kết quả của chúng ta đã thấy. Thì trong cái tựa game PUBG Mobile chúng ta vẫn có thể chơi rất là ngon lành với mức FPS là 60. Còn trong Galaxy Impact thì có lẽ đây vẫn là một trong những tựa game khiến cho những chiếc smartphone vẫn phải bó tay, ngả nón, thán phục bởi vì cái độ nặng của nó và cái nhiệt độ khó nhai. Nói chung rằng là không phải khó nhai mà là vấn đề vẫn do nhiệt độ mà thôi. Chúng ta sẽ chờ đợi khi mà Redmi K40 Pro có những phiên bản cập nhật fix thêm và cũng như là khi mà mình trang bị thêm những quạt tản nhiệt và cũng như chờ đợi test ở trên những chiếc ROG Phone 5 chính thức xem là nó sẽ như thế nào. Còn video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên là một like, share và subscribe kênh YouTube của The Tech. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.